chị nghe nên chị không có biết, mà do cái đài phát thanh nó thông báo lên bắt tên, bắt đầu chị mới biết. Thằng cháu nó mới về, nó mới thấy vậy, nó kêu gì giờ cô Hà dựng danh ông đi chứng tàu nó mất rồi cô Hà. Nè, đài phát thanh là đường xa bị bà tàu đó, cái chị nghỉ thì chết rồi. Trong đó là bà cái ngày 14 ra đạo là trong đó là kiểu chị có chồng mình. Chị cũng không nhớ là bao lâu, chứ nhưng hôm đó là chị đi làm quá, thì chị mới nghe trên đài cái chuyến tàu đó đã bị quân Trung Quốc bắn chìm của Đỗ Việt Thắng. Khi đó lại tên lại Đỗ Việt Thắng. Sau nhưng chị đoán luôn, mà chị đã linh cảm rồi, thì cũng cứ ngỡ chờ đợi là may ra là quân Trung Quốc không bắt sẽ trả đó. Thời điểm mà bố tôi mất thì chị em tôi còn rất là nhỏ, chưa hiểu nó mất là như thế nào. Chỉ biết là cứ thấy xe ô tô đi qua đường là họ reo là bố về thôi. Thấy rằng là mọi người khóc, mẹ đứng góc nhà khóc, thì mình biết rằng là thế là có nghĩa là bố mất rồi. Từ cuối năm 1987, Trung Quốc đơn phương đưa tàu chiến hoạt động ở vùng biển Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Bộ Quốc phòng Việt Nam chỉ huy lực lượng hải quân thực hiện chiến dịch CQ-88, tức chủ quyền 88, để tăng cường bảo vệ các đảo và bãi đá thuộc chủ quyền của Việt Nam. Tháng 3 năm 1988, các tàu vận tải HQ-604, HQ-605 và HQ-505 chở các chiến sĩ công binh và vật liệu xây dựng công trình ra cụm đá Gạc Ma, Cô Linh, Len Đào, nằm trong cụm đảo Sinh Tồn thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Tối ngày 11 tháng 3 năm 1988, tàu HQ-604 xuất phát từ cảng Cam Ranh, chở theo các cán bộ chiến sĩ thuộc Trung đoàn 83 và Lữ đoàn 146 hướng ra đá Gạc Ma. Tối ngày 12 tháng 3 năm 1988, tàu HQ-605 được điều từ Đá Đông đến bảo vệ đá Len Đào. Ngày 13 tháng 3 năm 1988, tàu HQ-505 di chuyển từ đá Lớn sang đá Cô Linh. Tại đá Gạc Ma, sáng sớm ngày 14 tháng 3 năm 1988, Hải quân Trung Quốc thả thuyền nhôm và 40 lính lên đá Gạc Ma giật cờ Việt Nam. Bị tấn công bất ngờ, các chiến sĩ Việt Nam kiên cường bảo vệ cờ Tổ quốc giữ đảo. Lính Trung Quốc đã nổ súng bắn vào bộ đội ta, làm thiếu úy Trần Văn Phương hy sinh. Cờ Việt Nam chuyển qua tay hạ sĩ Nguyễn Văn Lành. Hạ sĩ Lành sau đó cũng bị lê đâm và súng bắn, bị thương, tay vẫn giữ chặt cờ. Sau gần một tiếng đồng hồ giành giật với bộ đội ta nhưng không đạt kết quả, lính Trung Quốc rút cho các loại hỏa lực mạnh trên các tàu hộ vệ 502, 531 đồng loạt khai hỏa. Các chiến sĩ Việt Nam đánh trả quyết liệt, nhưng súng bộ binh không đối chọi được với pháo hạm tầm xa, sức công phá mạnh nên tàu HQ-604 bị cháy, chìm, khiến đa số chiến sĩ trên tàu HQ-604 và trên đá Gạc Ma anh dũng hy sinh. Trung Quốc chiếm giữ trái phép đá Gạc Ma từ đó đến nay. Quá bất ngờ, quá đấy, không có thể là mình không thể trở tay. Nếu mà chủ mà không quyết định, có một cái thì quyết định để mà sớm nhanh nhất thì có lẽ là chắc cũng còn để ngồi hôm nay. Lệnh cho tất cả số con dưới đảo phải tản ra tìm cho bằng được thương binh. Là nhanh lắm, bởi vì không ai, mỗi người đứng mỗi bộ phận á, không ai biết ai đâu. Tại đá Cô Linh, 6 giờ 30 phút ngày 14 tháng 3, tàu HQ-505 của Việt Nam đã cắm được hai lá cờ Tổ quốc trên đá Cô Linh. Tàu Trung Quốc quay sang bắn phá tàu HQ-505 của Việt Nam. Thuyền trưởng Vũ Huy Lễ chỉ huy tàu ủi bãi chạy hết tốc độ lao lên đá Cô Linh, đánh dấu chủ quyền bất chấp đang bị tàu Trung Quốc bắn xối xả. Việt Nam giữ được Cô Linh. Tại đá Len Đào, khoảng 8 giờ 20 phút ngày 14 tháng 3, tàu hộ vệ của Trung Quốc bắn phá dữ dội tàu HQ-605 của Việt Nam. Thuyền phó Phạm Hữu Doan và một chiến sĩ hy sinh, tàu HQ-605 bốc cháy, hư hỏng nặng. Trung Quốc không chiếm được Len Đào, buộc phải rút quân. Trong trận đánh ngày 14 tháng 3 năm 1988, tổng cộng 64 chiến sĩ của Việt Nam đã hy sinh, 9 chiến sĩ bị bắt làm tù binh trong hơn 3 năm.
biển quê hương nhuốm đỏ máu của các anh hùng hy sinh bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam. Sau một năm mất tích thì coi bội thầy bội là thầy đợi chết hết rồi. Thì gia đình ra ngoài biển cũng làm cầu rồi là cầu hồn rồi là về nhập bình thờ rồi đó. Sau 3 năm rưỡi thì từ ngày được bình thường hóa hai nữa thì cao trả. Thì về tôi về thì được bộ tư lệnh đưa xe trở về đấy. Anh em đồng đội là hy sinh nhiều quá. Bao nhiêu đồng đội vào cả binh, bao nhiêu đồng đội pháo bắn kiểu tay đến chân chạy vào được mặt lửa chạy người la nghe. Tôi có cỏ mấy thằng ba thân nữa mà cùng ở với nhau thì cũng trở về được nữa. Trong 35 năm điều trú ở Mỹ đó là phải nói rằng đối với cái sự kiện mình đã không bao giờ mà chú là quên về cái sự kiện đó. Thế là sau đó về rồi thì về đơn vị cũ khoảng 15-20 ngày thì chú lại tiếp tục là nhận cái nhiệm vụ đi ra làm tiếp ra đảo, cùng ra cùng xây dựng như vậy là ở cái đảo khác. Là đơn vị như vậy là ở Cam Ranh thì một thời gian thì đến năm 90 thì như vậy là chuyển ra như vậy là Đà Nẵng. Tháng 6 năm 90 thì như vậy là chú được như vậy là tên như vậy là cho phục viên thì về cho về đến thẳng về đây thì. Thì lúc đó là anh mất là chị mới có 23 tuổi rồi. Cái lúc đó thì chị cũng còn trẻ thiệt, nhưng mà chị nghĩ là bây giờ mình mà mình bước nữa thì sợ con gái mình nó sẽ khổ. Quá, lâu rồi, à, lâu rồi. Đây nè, đây là con gái chị. Rồi đây. Nó dúng bè, bây giờ nó mập không dúng, ở ngoài nó dúng bè thì ghê lắm. Em nhìn cái hình đây nè, em vô nhìn nó là biết là nó dúng ghê lắm. Từ lúc anh mất xong bắt đầu chị nương tựa vào mẹ chị bắt đầu chị mới nuôi con bé. Chị nghĩ bây giờ mà nếu mà chị mà gục xuống nữa là không ai nuôi con bé hết. Xong bắt đầu chị mới nghĩ thôi bây giờ mình cứ cứng rắn lên, mình để mà nuôi con. Lúc đó chị không dám đi làm xa. Chị biết chị làm xa, chị bỏ nó là không ai lo cho nó hết. Chị mới ráng chị ở nhà, nhưng mà chị ở nhà gần con, tối gần mũi con, gần con dạy dỗ con nữa. Có đứa con là cũng cứ phải làm mà nuôi con thôi. Cứ được có mấy tháng thì anh nó đi thôi mà. Được khoảng 5 rưỡi. Là vì phép một lần hơi về phép thì mới có cháu. Thì anh đi thì biết là vợ ở nhà là có em bé không được biết mặt mà cũng không được biết. Mùng 9 tháng 3 là năm 88 là bắt đầu vô đây rồi. Mà mùng 10, một cái thư mùng 10 nữa là bắt đầu lên đảo. Mùng 10 bắt đầu bước chân lên đảo để ra cái là 14 hy sinh. Bà nội, bà ngoại gần đầu bán xuống. Chị lên đây đang. Đi về mà về. Im con, im đi. Im đi, im. 3 năm mới biết đi. Là lớn lên là thành tật cho đến dư luôn á. Ăn uống chăm sóc là phải dư đến dư 40 tuổi. Rồi mà chỉ con vậy, cái chi ăn uống phải bỏ máy thanh tố, máy nhỏ rồi đút từng thìa nước uống phải đút. Thương mẹ cực kỳ luôn, kiểu là lấy chồng là cứ biển biệt đấy. Bố anh về nói chung là ông về nói chung là ông tình cảm với kiểu hàng xóm láng giềng lắm, nhà ai cũng đến, nhà ai cũng chào,
chung là vui vẻ lắm chứ không ấy đâu. Như thế này thì bố chị mê năm 88 thì bố chị được về phép ăn Tết. Không biết là bố chị về ăn Tết được bao nhiêu, nhưng mà để mà cái lúc mà chị nhận biết được thì cái có thể đấy thì cái Tết đầu tiên cũng là duy nhất để được ăn Tết để cùng với vợ con ở nhà. Thực ra là không có bố thì cuộc sống của mình cũng vất vả hơn nhiều. Mình rất tự hào về bố mẹ mình. Bố mình thì từ khi sinh ra mình chưa được gặp bố mình đâu. Chứ nhưng mà mình được nghe kể và những cái hy sinh của bố mình thì mình rất tự hào về bố. Còn về mẹ mình ấy thì mẹ là không đi một bước nào nữa, là ở lại để chăm sóc mình. Làm ruộng thôi rồi mẹ đi bùn bán cá biết ngày xưa rồi. Nhiều việc lắm mẹ làm nên mẹ vất vả. Mẹ bảo bố em ngày xưa cứu ở đây bao nhiêu là người ngày xưa. Ngày xưa ở đây làm gì mà có bác sĩ này nọ, bố em về đây, mổ ấy là mấy người bị thương hay gì, bệnh gì đó bố em mổ trực tiếp cho bao nhiêu người, cứu ở đây bao nhiêu người rồi đấy. Nhiều khi cũng em cũng vào lên em xem cái thời mà bố đã có cái trên YouTube có cái trận đánh gì đấy, em cũng lên xem cái đó xúc động thôi. Nói chung là lại mình lại nghĩ là bố mình ngày xưa như thế tự hào thì có tự hào nhưng mà nhìn thấy thương bố. Trước khi bố tôi đi thì có gửi lại về hai cái nhẫn vàng có khắc tên của bố và để gửi về cho hai đứa con gái, với lại gửi về một cái đồng hồ và một cái đài, ngày xưa cái đài có pin ấy, đài ngày xưa ấy, để là kỷ vật để của bố thì chỉ có gửi lại như vậy thôi. Đấy là cái kỷ vật mà bố dành riêng cho chị em chúng tôi. Bố tôi thì rất là yêu các con mình, chăm bẵm mỗi lúc về là thường hay chăm bẵm bế con đi chơi khắp làng xóm. Thấy bạn bè có các bố mẹ quan tâm chăm sóc mình ngưỡng mộ lắm. Thôi mình thì cũng phải biết là số phận của mình như thế thì mình phải cố gắng thôi. Bố hy sinh bản thân để cho bảo vệ Tổ quốc. Nên là mình phải lấy cái niềm tự hào đó để làm động lực cho cuộc sống của mình sau này.